hồi sáng mình có quay cái clip á, mình nói thử cho bọn nó ăn muối tiêu á, nó để nguyên một cái mâm còn nguyên nha, nó ăn chỉ có một miếng à, cho nó ăn thử muối tiêu với cơm, hai người bọn nó che. Thì bây giờ mình sẽ nấu thịt cho nó ăn. Thì hồi sớm mình nấu không, mình có công việc vào đột xuất á, mình không có ở nhà, cho nên đến bây giờ mình đi làm về, bây giờ cũng 6 giờ tối rồi, trời nó hơi tối, cái gì mọi người cũng thông cảm nha. Đây bọn nó nhìn bọn nó thích đời ăn á, con mèo thì mình cũng đã cho nó nè, hồi nãy mình về mình đang dội chuồng của nó cho nên hơi ướt nha. Đây con mèo nó cũng ăn ngon nè, một dĩa rất là ngon nha mọi người. Đấy, con mèo khẩu phần ăn của nó cũng khá nhiều á, thấy thịt khẩu phần ăn cũng khá nhiều, chỉ có con du ly kia là con kén ăn nhất, nó không chịu ăn. Bây giờ trời tối à, mình quay về tối rồi, mọi người ta nhìn vô mắt nó rồi, có ánh đèn của mình quay vô luôn á. Rồi ăn muối tiêu á, cực quá nó không chịu ăn, ăn muối tiêu với cơm nguội nó cực quá nó không ăn, nó ăn có một miếng nó để miền tô. Thì mình cũng đã nấu thịt rồi sẵn á, bây giờ cái thịt mình đã nấu cho nó nha. Đây mọi người, đây nguyên một mâm luôn nha. Đây, cái mâm này thịt đó mọi người. Đấy, có bữa mình cho nó ăn thịt gà, bữa cho ăn thịt heo, thịt bò, nói thịt bò rồi cho sang cái thật sự á, mình đi mua mấy cái lẻo cho nó rẻ, thịt heo vậy mình mua mấy cái rẻ cho nó rẻ nha, mấy cái mà gọi là dùng á. Đây thịt không giống á mọi người. Đấy, do mình bỏ nước nhiều chứ cho nó ăn á. Rồi thử xem coi ăn chay không nổi, giờ ăn mặn thử coi. Ăn mặn quốc luôn ha, tưởng đâu ăn chay ăn không nổi, ăn mặn ăn cũng nổi chứ. nói vậy chứ do ăn cơm muối tiêu á, mình ăn cũng không nổi, giờ sáng chưa có gì mình trộn đợi cho nó ăn, tưởng đâu nó ăn, ai ngờ nó không ăn nha. Không phải là không ăn, nó ăn rất ít, nó ăn lây ti à. Đây còn mình chút nữa ăn mọi người thấy nha. Bây giờ là 6 giờ tối rồi, trời nó hơi tối, cái gì mọi người cũng thông cảm nha. Mình quay cho bọn nó ăn. Đây hôm nay bọn nó ăn thịt heo nha. Thịt heo này là thịt heo dụng, có bữa mua thịt heo đông lạnh cho nó ăn thì giá thành nó rẻ hơn mọi người. Mình thường mua thịt heo kia tiền đâu mà mua nữa, mình là một công nhân tài xế chạy xe mà, nếu mà mua thịt cho nó ăn riết thì chắc chết. Rồi, xem bọn nó ăn nha. Cái con vàng này nó tham ăn lắm á, nó ăn hết của con đèn đó. Ở nó bọn nó lựa thịt bọn nó ăn hết, rồi chút còn nước bọn nó ăn sao nha. Nó khôn lắm mọi người. Đấy, bữa mua cái chuồng này bị sai lầm, xung quanh không có cửa, chỉ có cửa trên xuống mà. Cái mấy đứa này á, ẩm nó lên ẩm nó xuống riết có cơ bắp luôn á. Ngày nào ẩm ra cho nó đi vệ sinh, ẩm nó vô đây để cái lỗ này, ẩm nó vô đây cho nó đi vệ sinh, rồi ẩm ra đi vệ sinh nhé. Ẩm nó vô chuồng lại mấy ngày mấy quận thôi là coi như là lên cơ bắp luôn á. Như con này nó nặng nè. Cái này mà nó lên giống mình sẽ kiếm một cái con giống nào tốt nha. Anh em nào thấy cái con này nếu mà lên giống với con nào đẹp mọi người thì mọi người cho ý kiến nha. Đây mình quay cận kẽ cho mọi người xem, nó lùn mập ú nâu phèn mũi. Mà nếu mà quay mà nếu mà cho nó vào trong cho nó thả giống với một con chó nào là cảm thấy hợp lý nhất. Mình định thả nó với cái con gì mà đuôi cục cục á, con gì ta, thì mình nói quên tên ngang. Đây mọi người xem, mọi người cho mình ý kiến đi, như con này thì thả với con gì được nha. Đây mọi người thấy nó bản thì nó hơi dài nhưng mà chân luôn người to nha. Đấy, nếu mà thả giống với con gì nó sẽ ra con đẹp nha. Mình rất thích mấy chó con cho nên mình hy vọng sau này nó sẽ đổ ra một những bầy chó con rất là đẹp nha. Cái gì vậy, chưa được 1 phút 30 giây nữa hết rồi, sạch tân rồi mọi người. Trời ơi nghĩ sao ăn cái này ăn ngon ha, hút cái một hết trơn, ăn cái này chắc chết quá, nghèo luôn. Đây chỉ 1 phút 30 giây nó hút sạch này, nước nó không uống nha, nước để xem nó bây giờ nó hút nước
cảm thấy ngon miệng mới ăn nha mọi người. Nhìn nó cưng lắm luôn á, mấy đứa này mình cưng á, cho nên lúc nào mình cũng ấy, trừ khi đi trễ về mua nguyên hộp cơm á, 30-40 ngàn về cho hai đứa vừa đủ xỉa chân răng luôn á. Cơm gà, cơm gà 30-40 ngàn ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa cho bọn nó ăn vừa đủ xỉa chân răng của nó, rồi chống đói bắt đầu mình nấu đồ ăn cho nó ăn tiếp. Gì chưa no nữa hả hay gì? Chưa no hả? Chưa no hả? Ok, chưa no hả? Mặt cái cần phết. Tony lên biểu. Tony, Tony lên đây, lên đây Tony. Tony nó ăn no quá, nó mập quá rồi, đi hết nổi rồi. Con chó vàng nó mình đặt nó Tony nha, nó giống cái nhưng mình vẫn đặt nó Tony. Thì con Tony lúc trước của mình nó bị thuốc chết á, cho nên mình thấy nó tội, mình lấy con này mình đặt lại tên để nhớ nó nha. Nó rất cưng luôn á. Còn con đen này thì khỏi nói đi, bỏ lên chanh lát chách lắm. Tony, 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 biểu, 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 biểu. Nào mấy đứa này mà đưa đồ ăn ngon á, nó bút một phát một rồi, ăn rất là nhanh luôn á. Rồi, khỏi nói luôn, khỏi chê. Nó ăn thì nó giành nhau á, có lúc nó nuốt trọng luôn á, nhiều khi mình không dám cho nó ăn xương, sợ nuốt trọng mắc cổ thôi không gì á. Mắc cổ rồi mắc công tốn tiền đi này kia nữa. Cái gì á hả? Hả? Cưng không? Đấy, mọi người xem kênh yêu mến, nhớ like ủng hộ giúp kênh nha mọi người, phát triển tốt hơn. Hồi sớm thì mình quay cái clip kia, thì cái clip kia thì mình cho nó ăn cơm muối tiêu. Cơm muối tiêu thì nó ăn rất là ít, nhưng mà bây giờ mình làm gì hơi tối, 6 giờ thì mình cho nó ăn. Mọi người thấy tốc độ ăn của nó rất là lanh lẹ luôn nha, nó rất là nhanh luôn á. Con này lúc nào cũng lóc chắc nè. Còn cái con Yuli kia nó nằm ở trong kia kìa. Dạo này nó lớn tuổi, nó lú lẫn cái gì, nó không biết quen lại, cả mình nó cũng sủa luôn chứ. Con này lắc chắc cưng quá. Đây, mọi người thấy nó mặt nó này, nó ăn no cái bụng rồi. Đưa xem cái bụng rồi cho mọi người xem. Đây con Yuli nè, bà già khó tính nè, già khó tính. Nó rất khó tính mọi người, ăn cũng khó, làm bất cứ cái gì nó cũng khó con Yuli kìa. Rồi bây giờ mình quay sơ sơ cái nữa, chắc mình sẽ xin kết thúc like. Cũng đã tối rồi, bây giờ mình sẽ vào chuẩn bị mình ăn cơm này kia nữa. Bọn nó cũng đã ăn no rồi, thì mình cũng đã yên tâm cho nó ăn no. Nghỉ chừng nửa tiếng nữa mình sẽ dắt bọn nó đi vệ sinh cái đi, rồi nó ngủ đến sáng luôn. Thôi chắc mình xin kết thúc like nha mọi người, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Đâu rồi, lên chào mọi người, mau. Đâu, hai đứa nhảy lên. Tony đâu? Tony. Đâu rồi. Lên chào mọi người, nhanh. Còn kia nó no quá, nó nhát rồi, lên rồi.